Ảnh đang thêm những cái hashtag cho Trinh để nó lên trend. Bây giờ ha, giới thiệu về mình một tí xíu, tên, tuổi, nghề nghiệp nè. Dạ, em tên là Trúc Linh, em 23 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc tại Nha Trang ạ. 23 tuổi, làm việc Nha Trang. Dạ. Kể một chút xíu về chuyện tình yêu đi. Hiện tại thì em đang quen một anh là người Ukraine. Trước đây tụi em biết nhau ở trên TikTok. Dạ. Sao chị cũng chơi TikTok mà chị không có tìm được ai hết. Người ta thường á là người ta phải lên những cái app ứng dụng hẹn hò. Dạ. Còn Trinh á cũng có lên app ứng dụng hẹn hò mà nó cũng banh, nó cũng toan. Thế mà cô chơi TikTok không hề với mục đích tìm bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Em chơi theo mục đích là em thấy các bạn thường hay lip sync nhép giọng xong rồi làm những cái video hài hước, mình xem thì mình thấy sao kéo hồi cứ hiện lên cái video của anh này hoài. Trời duyên. Em mới bắt đầu là đi vô xem thử cái thông tin tài khoản nó có cái gì hay không, rồi xem thử những cái nội dung clip ảnh đăng cái gì mà có rất là nhiều người follow. Nhưng lúc đó là cái sự hài hước hay là cái ngoại hình có ấn tượng với em chưa? Lúc đó thì em thấy có vẻ là gương mặt thì nó có một cái gì đó nó khác, cái nét của ảnh nó không giống như những cái người trước đây em quen, với tay và cái kiểu nó rất là lạ. Tụi em mới bắt đầu nhắn tin thả tim, xong lúc sau mới nói chuyện. Nhắn tin thả tim? Có nói chuyện qua lại thì em có nói với ảnh là sắp tới em sẽ được nghỉ off để mình đi du lịch. Thì em dự định là sẽ tới Nha Trang. Nó làm chưa làm việc ở Nha Trang? Dạ đúng rồi, thời điểm đó là em đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, sau này là em mới dời ra ngoài đó. Khi mà em nhắn tin á thì cái app nó có một cái nó bảo vệ khách hàng, giống như là em nhắn qua số điện thoại thì ảnh cứ hỏi là ủa sao không gửi số, nhưng mà em đã gửi rồi. Cho nên là tụi em tranh cãi là ủa này bị điên hay sao, gửi số rồi mà cứ hỏi gửi chưa hay là chưa gửi. Ổng không tin tưởng. Dạ. Lúc đó tụi em ngưng nói chuyện một thời gian. Khoảng một tháng sau tới cái ngày mà em có thời gian rảnh em off á, thì trên xe rồi em đi có mình em cũng thấy buồn, rồi mình mới nhắn tin. Đừng nói ổng bay qua Nha Trang nha. Dạ không, lúc đó thì ảnh đang làm việc ở Nha Trang rồi. Dạ. Trước đó em làm công việc khác, còn bây giờ thì em đã làm chung công việc với anh rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rồi sau này là do tụi em về khoảng cách cũng hơi xa, cũng phải 7-8 tiếng từ Nha Trang vô Sài Gòn, từ Sài Gòn ra ngoài đó. Cho nên là tụi em quyết định là em về làm chung. Dạ đúng rồi. Công ty của ảnh hay là sao, hay là ảnh là nhân viên? Dạ anh thì hiện tại là đang làm một quản lý của khu resort Dolce Vita ở Nha Trang. Kể một tí xíu thêm về người bạn trai này cho chị nghe. Em thấy ảnh thì cái thứ nhất là hiền, rất là dễ gần gũi chia sẻ, nói chung là ảnh giống như cái nguồn cảm hứng nha. Ảnh lôi em đi tới đâu là anh nói rất nhiều, ảnh là cái chủ tiệc luôn. Em có thể nói là ảnh giống như một người dẫn chuyện, ảnh rất là biết cách mà nói chuyện. Dạ đúng rồi. Và chị thấy em cũng rất là hoạt ngôn. thì thường trong câu chuyện ảnh nói nhiều hơn hay sao? Dạ đúng rồi, nói nhiều tới độ mà mình cảm thấy mình mệt quá, mình cũng không muốn nói chuyện nữa. Và một phần nữa thì một cái đặc tính đặc thù của ảnh luôn, để nhận diện là ảnh là hay cãi lộn với người Việt. Wow, thú vị. Cãi lộn có nghĩa ở đây là giống như là ảnh cũng có sự cố gắng học hỏi tiếng Việt, nhưng mà ví dụ như anh nói các bạn không hiểu rõ cho lắm thì anh cố gắng anh giải thích lại một lần nữa, và khi cái sự giải thích nó càng nặng đô hơn, cái chọc âm nó càng nặng nề hơn thì sẽ đông ra là bằng tiếng Việt á hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ giống như là anh mua nhưng mà anh lại nói giống như là anh múa hay như thế nào đó, xong rồi cố gắng giải thích rồi đông ra nhấn thì vô nó càng sai. Dạ đúng rồi. Mà đông ra nhiều khi cũng cãi lộn rất là nhiều. Như vậy thì mối tình này được bao nhiêu lâu rồi ta? Tính ra thì chắc là khoảng một năm hơn tụi em tìm hiểu nhau và biết nhau yêu nhau. Chị thấy những cái tính mà em vừa kể thì ấn tượng về anh này là tốt đó, dễ thương và quan tâm tới em. Vậy có chăm sóc em nhiều không? Thì cũng có, là trong ví dụ như thì tụi em hiện tại bây giờ là đang làm việc cùng với nhau, thì có những cái nào đó nó nằm ở bên một cái khúc mắc riêng của anh thì em sẽ ok, mình tôn trọng đối phương và để cho anh tự giải quyết. Mình chỉ đưa ra những cái góp ý thôi, và ví dụ như anh cảm thấy ok được thì anh sẽ theo mình, còn nếu như không thì ok, mình tôn trọng và để anh giải quyết theo hướng của anh. Giống như là về khi mà tụi em về nhà chơi ăn uống nấu ăn, ví dụ em nấu sau đó thì anh rửa chén, anh dọn dẹp, anh làm hết. Mọi thứ, ví dụ anh rất là chu toàn.
chắc quen một năm hơn cũng phải có những cái lúc cãi nhau hay là em không hài lòng gì đó về cái điểm xấu của anh này. Nhiều khi cái tính của anh hơi trẻ con, hay giỡn, giỡn nhây nữa chị, rất là cù nhây. Chỉ có vậy, với lại em nghĩ là khác biệt nhất là về ngôn ngữ, bởi vì anh không nói rành rõ được tiếng Việt, tiếng Anh, tức là ngôn ngữ chính. Dạ, thì chỉ có giao tiếng bằng tiếng Nga thôi. Ồ, em nói được tiếng Nga luôn. Tiếng Nga và tiếng Ukraine của anh á, em chỉ biết một chút xíu rồi. Tất nhiên là chỉ để hỏi thăm giao tiếp thôi, chứ nếu mà để học luôn thì rất là khó. Ở nhà thì tụi em cố gắng tụi em giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tất nhiên là những cái nào anh chưa biết thì em sẽ cố gắng để em... Vậy bây giờ là đang hơi bị khác biệt về ngôn ngữ một chút xíu rồi. Trong khi ảnh thì lại là người hoạt ngôn nói nhiều. Dạ, anh nói rất là nhiều. Vậy chắc nhiều khi em không hiểu. Vẫn hiểu chị, chỉ có cách trừ khi cãi nhau thôi. Có nghĩa là khi mà tụi em cãi nhau thì sẽ là... Vốn dĩ em là một người giống như theo kiểu cũng cứng đầu, bạn cũng rất là cứng đầu, nên là khi một khi cãi nhau á là tan bành luôn. Xong một hồi sau cái thấy im liền, cái chạy ra khiều cái giỡn giận, cái em quyết định em đi ngủ. Em ngủ tới khi em dậy em khiều cái nữa, em nấu đồ ăn đem vô thì bắt đầu tụi em làm hề nói chuyện lại với nhau. Với một phần đó là tụi em không có giận lâu. Chuyện tình cảm rất là đẹp như vậy á, thì em cảm thấy bây giờ nó còn thiếu sót gì không để mà mình cần phải vun đắp? Có nhiều khi tụi em cãi nhau tụi em không nói chuyện với nhau, tụi em giữ im lặng và không nói cái lý do là tại sao lại như vậy. Ngay cái lúc giận thì nên như vậy đúng không, rồi sau đó cũng không nói luôn. Dạ đúng rồi, trước đây thì em thường xuyên hay làm lành hay bắt chuyện, nhưng mà sau này thì em mệt. Là đúng rồi, mệt quá rồi. Cũng một thời gian cũng khá lâu tụi em yêu nhau như vậy, nhưng mà chưa được nghe chính thức một cái lời tỏ tình cái gì của anh. Thiệt luôn? Dạ. Tại sao lại xảy ra cái tình trạng thiếu sót vậy ta? Nhiều khi mình thấy cái sự vô tâm vậy mà mình cũng không hỏi, thì vì em cũng muốn là để mọi thứ nó theo tự nhiên đó. Vậy thì bây giờ mình phải sửa. Chưa có một cái lời tỏ tình chính thức là chị thấy không được. Hôm nay cái nhiệm vụ của Miko Lan Trinh ngồi đây là chắc chắn phải cải thiện cái tình trạng đó rồi. Vậy thì em có kế hoạch gì? Em cũng có chuẩn bị cho anh một cái bất ngờ. Chị cùng với ekip thực hiện chương trình Cưới Đi Chờ Chi sẽ giúp em thực hiện cái bất ngờ này thật là dễ thương để dành tặng cho người bạn trai của em nha. Bây giờ chị nghe, chị rất là tò mò. Có thể giới thiệu người bạn trai, không biết là bạn tới chưa? Dạ chắc là tới rồi đấy. Okay. Chị mời bạn vô đây mình nói chuyện luôn nha. Hi. Hello. Yeah, please. Hi. Hi. Nice to meet you. Me too. Please introduce yourself. My name is Mark. I'm from Ukraine. 22 years old, working in Yangon City in Kuyulit. I heard that you are a hot TikTok, mm-hmm. right? So 3,000 subscribers. Oh wow! Can I duet TikTok with you together? TikTok? Okay. Can I find your TikTok here? Ah. Your account is closing, right? Yes, I did it. Thì bây giờ nếu mà làm cái này được không? Electronic shop. Mm-hmm. So you the first one, kid. You are the first one. Okay. So you will be shocking, and you put me the last one, kid. All around town, people trying to get down. Ảnh đang thêm những cái hashtag cho Trinh để nó lên trend. Trinh hy vọng sẽ có vài triệu view. Nhẹ nhẹ, xinh xương và triệu view. Thank you. Oh, great. Oh, so you really professional. Thank you. Nói chuyện với bạn Mark á, thì thấy là tiếng Anh của bạn hơi lạ với Trinh thì là cũng sẽ có cái sự khó nghe. Chắc là cái thời điểm đầu tiên gặp nhau rất là khó cho em, phải không Linh? Dạ, thời gian đầu tụi em gặp nhau á, cũng có nói tiếng Anh em cũng nghe được. Nhưng mà vấn đề là 9 trên 10 lần mời đi cà phê lúc nào cũng nói về công việc hết trơn. Thế mình á, ủa sao tán gái gì kỳ, tự nhiên lôi ra ngoài quán cà phê cái ngồi nguyên một cái bài giảng mà nói rất là nhanh, nói rất là lẹ mà nó không có được rập đơ luôn. Không hiểu vậy luôn. How is your first impression with this girl? First time I think she didn't want to give me her phone because TikTok blocked phones or some contacts. And when we meet first time in Nechang City, she come back and she give me address, her hotel, and I come by motorbike and
pick up her and we go to the beach walking. Oh, romantic. Yeah. She give your phone to you already, right? Not yet, because when you every app say about protect your private information and cannot to send something number. I understand, but she don't know that, right? No, she thinks she give me already and annoying because I say where your number? You also don't know that TikTok block it, right? Yes, yes. Yeah, so last time did you think that she lied to you? Lied because she said she sent already. No, because how can know if not yet meeting? It's just up. So the first time seeing her, what do you think about her? Small and she don't talk so much and don't talk so much. Yes, and don't talk a lot about her. So we go around and I don't know what to ask. She said you talk too much. Yes, I'll talk many things, but not like ask. Introduce about myself, who I am, where I living before. How long I'm in Vietnam? But she don't understand much because your English so difficult to her at the first time. Maybe yes. Giống như kiểu như là cũng có nói chuyện với nhau nhưng mà cái câu chuyện mà anh chia sẻ là chỉ về công việc, về cuộc sống của anh, nhiều khi anh nói chuyên sâu quá nhiều về công việc cho nên là mình cảm thấy cái này hẹn hò giống như là đang cái buổi mình đang đi gặp sếp vậy đó. This means like when you meet me and you talk too much about work. That's why I feel really like I go with my boss about work, not just like safe dating, normally dating. Yeah. Why you go and talk? Because in Ukraine, every time girl ask where you working, what you doing, many things like this are not about you have a deep shoes or something like this, you know. So I need to ask something, tell something about me. Because I just meet her first time. Nghĩa là anh không có biết cái gì khác để nói nữa. Dạ đúng. Thì giờ thôi anh nói về công việc chứ giờ biết nói gì, tại vì đâu có cái gì điểm chung. Bây giờ hiện tại thì Tiểu cũng hay đi chơi chung với nhóm bạn Nga của anh. Cuộc chơi nào cũng vậy, chỉ có công việc thôi. Cũng may cho em là lâu lâu cũng có một vài người bạn biết nói tiếng Anh. Lúc đó em ngồi em cảm thấy buồn nhưng mà biết sao giờ mình không học được tiếng người ta liền một cái liền được. Tụi em dù em cũng đang rất là cố gắng. Tại vì cái ngôn ngữ tiếng đó cũng là cái khó khăn đó. Dạ. Khó khăn trong khi mà quen với một người nước ngoài. Every time when we go with my friends, I try to take friends with girlfriend because she can easy to talk with someone and not sad for interesting. Russian, Ukraine people every time talk about some future, working, many things, not like oh, you remember how we go to club or something like this. We don't talk about this. So you always talk about work, really? Not about work, about serious stuff. Yes, not nó là một cái gì đó cao siêu lắm chị, tại vì em cũng có hỏi cái bạn đó người nghe, em hỏi là ở tất cả người nghe từ đó tới giờ khi mà mấy bạn gặp nhau là đều chỉ nói về công việc thôi sao? Thì họ nói là cũng một phần đúng là như vậy, bởi vì ngoài đó ra người ta không biết nói gì hết. Chỉ là trong bàn chỉ hỏi vài câu rồi nói qua lại rồi sau đó là công việc. When is your first expression of your love with her? When she go to Saigon and yes, I'm feeling not comfortable and I think need go to Saigon and meet her again. You're not comfortable. Yeah, so I found some 3 days and moved to Saigon and we meet again. Just a few days because after need come back to work. So Friday I come and Sunday night I go back to Nha Trang working again. So we meeting go to club here. You go to a club here. First time you come to Saigon to meet her and you two go to a club and get drunk. No, yet. I don't like drunk much. So chỉ là uống sương sương nói chuyện thôi chị. Ban đầu á tụi em cứ gặp rồi thời gian đầu em thấy chưa ấn tượng mấy. Về sau á thì do mình thấy ảnh rất là vui vẻ mỗi khi mà ảnh tới Sài Gòn ảnh gặp em. Cảm giác ảnh nhiều khi ảnh tung tăng như là một cái vậy là cũng nhiều lần hả? Dạ thì cũng một tháng, xong rồi tháng tới cứ ngày rảnh là tụi em sẽ đi, ví dụ như ảnh không lên thì em sẽ đi ra Nha Trang. Thấy vậy quen rồi, cái để vậy hơn năm trời luôn. Dạ đúng rồi, cứ vậy là nó tới thôi. Cũng có những lần cãi nhau của tụi em đâu có tỏ tình nên cũng không biết chia tay theo kiểu gì, thì nhiều khi giận nhau cũng chỉ có im lặng thôi. Rồi sau đó cảm thấy thiếu rồi bắt đầu cũng thì nhắn tin lại là cũng bình thường. So Mark, do you often say Whitlin that you love her? Yes. Yeah. But she don't believe because
In TikTok I have a lot of subscribers, but I didn't talk with anyone. Aziz asked me every day, hello, hello, hi, hello, hello, hello. And she loved, she said, but I don't talk to anyone, because in Ukraine, if you love one woman, you must to follow her all life, and not like go around too many things. So that's why when we every time meeting with friends, we talk about work, because I must to care about future, because in Ukraine, men must to care about women, about baby, about many things, and must to know what happened next month. But you said that you haven't said that will you be my girlfriend, I mean officially. Yes, I ask you every time. Oh, no. Yes. Có hỏi thế chứ, vậy là cũng có một cái sự hiểu lầm nữa. Nói chung là cũng khác biệt. Bên này thì có hỏi nhưng mà bên kia thì cảm thấy nó chưa có được chính thức. To you, what characteristic huh? Of Linh that you don't like? Say true, right? Yeah, come to me. Yeah, everybody watching you. She changed plans every time, every hour. Okay, that's girls, Vietnamese girl, often. Sometimes annoying. Bookman, I don't give my phone to her. She. Oh. Why? Something you hidden, right? No. For example, she take Viber, 5 minutes, look everything. Okay, put the phone already. 10 minutes again, she look again, maybe something. Forget. Yeah. So bad. So that's bad. Vậy là không được. Vậy là kiểu dạng gì đó mà ảnh. Easy to fighting. For example, I have many chat for work, and sometimes accountant make something message to me, like I don't check payment plan good or something, and she want to, oh, why is he fighting with you? Why is he fighting? So maybe she don't feel safe. That's why she do that. Cái này là yes. em sẽ tự biện hộ là em đang cố bảo vệ bạn. Dạ, em đang vậy là em thấy giặc ở ngoài kia. Anh em đang cãi lộn, em đang bảo vệ bạn, em đang hỏi ủa sao tự nhiên là bạn bên đó cãi lộn với anh vậy? Lý do tại sao? Cãi lại đi. Nếu giờ anh này thì anh cứ muốn calm down từ từ là em cảm thấy là em người rất là dễ bộc lộ cảm xúc, dễ giận dữ. Còn anh thì nhiều khi anh tức nhưng mà anh kiềm chế rất là ok luôn. Chỉ có một điều là bởi vì công việc của anh quá nhiều cho nên là thời gian, toàn bộ thời gian là luôn luôn kè cái điện thoại để gọi điện thoại nói chuyện. Oh, so she jealous, but jealous with your phone because you use it a lot. She has a phone too. Okay. Tức nghĩa là anh hoạch định là em có điện thoại em có thể chơi, anh có điện thoại anh không có thể chơi. Cho nên là đâm ra tụi em nhiều khi Have you planned something very detail, but she changed it in the last minute? Yes, not like last minute, like emotions. We have a plan like about married house or something, and some simple small emotions, and change everything again. Make a little disappointment, because you make plan and you follow this plan and remember everything, but like bam, change all. Giống như là khi tụi em đang đưa ra một cái kế hoạch gì đó, sau đó tự nhiên 10-15 phút sau anh làm như mình bực mình, cái mình suy nghĩ thôi không được rồi. Because you make her angry. Sometimes why don't you give her a mood, a good mood? I try to give every time good mood. Eat all good mood. Hàng gái của anh hết hả? Dạ đúng. Ồ. Oh. So tell me about your dream wedding. Dream wedding. In Nha Trang, right? Yeah, có thể là on the beach. Yes, we can go to island and make everything good. I have many friends. Tụi em đang dự tính, tại vì một phần là từ đó tới giờ Ukraine á, người ta ít kết hôn, ở đây chỉ có người Nga, người Mỹ, người Úc thôi, người Anh. Cho nên là tụi em hơi lo lắng về cái vấn đề chút xíu. À, có nghĩa là em lo là không mời được. Dạ, đúng. Những người Ukraine qua đây, dạ, bạn bè và người thân của anh. Ủa vậy thì em đã ra mắt gia đình chồng chưa? Dạ tụi em có nói chuyện FaceTime với gia đình của bên anh nhỉ. Ví dụ dì rồi chị họ hàng của em đó. Mẹ của anh? À, ba của anh cũng có. Tụi em có nói chuyện ba. Mẹ anh thì là mất rồi. Mẹ anh mất rồi. Mọi người nói chung là rất là vui khi mà thấy mình như vậy, rồi họ cũng hỏi thăm rất là nhiều. Nhưng mà có một cái cũng khoảng cách là khó nói chuyện vì không nói được tiếng Anh.
Oh. Yeah. How is your family react when I heard that you going to marry a Vietnamese woman? My father said to me every time, I'm old already, like 32 years, so I can care about my life. So they every time follow me. But my father in Ukraine, I have a grandmother, and she like 87 old, and she cannot move somewhere. And my father caring her in house. So that's why he cannot fly to Vietnam. So will you have a wedding in Ukraine? Yes, he have a plan make two weddings here, right? And in Ukraine too. I see. So I'm very happy when hear your story and see that you is very funny, have a lot of skill in TikToking and manager. So can I have a moment talking to you, please? Vậy cho chị xin ít phút nói chuyện với chồng sắp cưới của em nha. Dạ. Ừ, đàng hoàng với chị chơi khỏi là ghen tương nha. Dạ đây, this is our car. Thì có một chút thời gian để nói chuyện với Mark rồi. Linh, she told me that although you sweet but a little bit not romantic enough for her. Do you think so? Do you agree? Yes, like I lost mom soon and I don't have a like woman love to me. So that's why I don't know how to do anything romantic. Because don't have a who caring me like, oh, something like this. Baby yes, yes. I have a father and grandmother. So when I have a mulam dui, my mom died already. So from that time, no problem. So that time, I don't feeling like this every time strong because I'm alone in life every time to be. So that's why I don't know how to make like romantic or something. But you try, you learn yes, every day, right? Yes, I'm trying every day, but I'm scared to make something wrong, you know, for easy to broken. So that's why when I don't make sure, I don't do it. So I see. Oh, can you speak Vietnamese? Yes. A little. Then nói với Trinh á là Mark hay cãi lộn với người ta, tại vì không hiểu, đó có, đúng không? Có hiểu, nhưng mà nếu Sài Gòn, thành phố, Nha Trang quá quê, người ta không hiểu hết, người già tuổi không hiểu nói không hiểu, nhưng mà người nhỏ, người lớn hiểu hết luôn, bởi vì tôi là có 72 nhân viên làm việc cùng nhau. Là nhiều người Việt Nam. Nói chuyện làm cái gì ở đây. Last time I saw you intend to go out and take some drink for her, right? Great. So do you intend to do a great romantic now? Yes, can. Chuyện tình cảm của hai bạn rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Cảm ơn. Trinh và ekip á cũng có một cái sự chuẩn bị bất ngờ. Приветятка, я так хочу сказать, я люблю тебя больше, чем вчера, но меньше, чем завтра. Ты не понимаешь, как я тебя люблю. Спасибо, что любишь меня сейчас. Seriously, you say I never speak Christian or Ukrainian language for you, and today I want to make for you this surprise, even not much. But I hope you will happy with small thing I do. I wish we always happy like now, maybe all life together. I love you so much. Ooh. Very good. Presents for you. Thank you. Wow, I like it. One more for you. Yeah.
I have a present for you too. I want you to wear this. This is gold for you. This looks so beautiful. Yeah, gold. Спасибо. Wow. Thank you. Kissing, kissing. Dễ thương với mọi người, mặc dù là nghe tiếng Nga không có hiểu. Khúc sau mới nói tiếng Anh mà nghe lúc mới nghe tiếng Nga là Trinh đã muốn chảy nước mắt mặc dù không hiểu, mà kiểu cảm thấy rất là xúc động luôn. Remember, I love you so much and don't jealous because I don't go with any woman. So don't worry, this book or something, I love just you. So don't worry please and don't jealous me. Okay, I love just you. Did you want to marry me, baby? Dễ thương à, rất là dễ thương mọi người ơi. Và hy vọng rằng khi mà cả hai đều đã hiểu được nhau, biết được những cái tuyệt vời ở nhau nhưng mà cũng những cái điểm xấu ở nhau, thì cả hai cũng từ đó có thể dần dần để chịu đựng được nhau và hạnh phúc bên nhau. Trinh hy vọng là cái đám cưới mà cả hai đang plan á thì sắp tới sẽ thật là tuyệt vời và sau đó sẽ là những cái chuỗi ngày thật là hạnh phúc. Em rất là vui. Cảm ơn chương trình rất là nhiều.